sáng ra Worst make a cross. Ừ, sáng ra tưới xong rồi lúc chiều nó được mưa nhẹ nhẹ nhưng mà tưới rồi. Cái cây rau dền em để cho mọc lớn nó ra, để nó ra hoa nhưng nó vẫn lúc còn lớn được, nó chưa ra hoa đâu. Cool. Chỉ có phía bên này ra hoa này. Phía bên này ra hoa này. Không biết tưới. Like it's just my buffles. Ừ. Phía bên này thì ra hoa rồi này. Oh. Này có một, có thể là nồi canh mùng tơi này. Andy. Bây giờ trời tối thì ngày mai anh Anna chơi với con. Na ich spiele. Du spielst Anna, ja? Ja. Hat du geguckt? Und essen. Und es haben Brot essen und dann danach, ja? Bleiben wir hier. Hier? Mm, ja. Hier abmachen. Ja. Drehen rum, drehen das Ding. Ja, so. So. Eins. Genau. Die hinlegen ist kommt. Không được ném. Hier kannst du hier oben holen nè. Oder so hoch. Ja, kéo xuống. Kéo cành xuống. Ja, kéo xuống. Thế. Ja. Đúng rồi. Hôn. Hôn xuống alle. So, man selber holen mal leider. Moment. Warte mal. Noch nicht. Warte mal. So, das ist das Handy hochglätten. Ja. Challenge. Challenge, challenge đứng ở trên này thì mới được. Thế rồi, trở lên. Thế, lăng sàng hộp. Dạ. Vậy ta. Vậy ta đứng lên, stay down. Đứng lên, đứng lên. Này, here's a fast, here. Fast. Rồi, được rồi. Trở lên nữa, hộp. Rồi, vào dưới đây. Rồi, vậy ta. Con đứng hẳn lên lần nữa, bậc nữa. Này, đứng hẳn lên. Đứng hẳn trên này. Nó không có sao cả, đứng lên. Này. Đứng lên. Đứng lên. Thôi con xuống đi, ba làm cho chắc xuống đã. Kê run nè. Kê run là gì? Ba xếp này cho nó thẳng này thế. Ba xem mày. Cho nó đứng cho nó thẳng. Không sợ. Rồi, thẳng rồi, được rồi, đây đây. Rồi, đây. Trèo lên. Zét. Zét vác nick mẹ, trở lên, nhanh lên, trở lên. Rồi, trở mạnh lên, không sợ, trở lên. Rồi, được rồi, đứng hẳn trên nữa. Đứng lên một lần nữa mới với tới được, đứng lên. Yeah, ta, đứng hẳn lên, ta. Đứng hẳn lên nữa, đứng lên không có sợ. Trèo xuống kết. Không có sợ, cái thang rất chắc rồi. The light is fast, it's okay, no problem here. Rồi, rất ganz hoch, son schafft du das gar nicht hier. Hier, son schafft du das gar nicht. Muss hier da draußen stehen. Guck mal da hinten, irgendwas noch sehen. Còn không? Mama ra đây cho nào. Ra đây. Dưới thang nó cũng sợ. Ra đây. Từ từ mama ra đứng gần con.
Đi dép vào, đứng gần xong để đứng qua bên kia để cho nó khỏi sợ. Đứng qua bên đấy, giữ thang nó để nó khỏi sợ. Thang chắc rồi mà nó cứ vẫn sợ. Rồi trèo lên. Trèo lên. Ma giữ rồi thế hẳn đứng lên. Rồi, với thế nào, nhìn thấy không? Kéo xuống. Mama cầm cành kéo lại, cầm cái cây kéo lại thế, được rồi. Ui. Yeah, đưa mà, rồi the next. Đưa next. Vẫn còn quả nữa, để xuống đi. Kéo cây lại gần đây để nó. Em chỉ cầm kéo cây kéo lại thôi, phía dưới đấy. Kéo lại rồi, hái tiếp. Nhìn thấy không? Hay này nhìn thấy không? Đó, phía trên thế. Lấy đi, thế được rồi. Em chỉ kéo cái cây xuống cong xuống để nó. Rồi kéo cây cong xuống để cho Handy nó lấy thôi. Rồi. Gãy thế nào được? Cây nó dẻo gãy thế nào được? Rồi, nhìn hái đi. Thôi được rồi, để mama làm. Để từ từ nó xuống. Henry sợ. Thôi, tăng xuyên Henry. Ôm nó. Thế không, mama kéo cái thang này để trong đấy. Kéo thang ở trong đấy. Kéo thang ở trong đấy. Rồi. Yeah. Rồi xuống. Thôi mama trèo lên thang mà hái cái cây trên quả trên cùng, mama trèo thang xuống mà hái. Mama lấy với tới hả? Good. Đấy, rớt xuống là vỡ rồi. Để lên ra cả. Rồi. Cao quá, su hốc. Tu vi tất khai nó lái ra handy. Rồi. Thôi để cho quả cuối cùng để cho nó hái. Rồi. Thôi đây, sang năm ăn handy. Sang năm handy khai nó ăn tân hồ lên. Đi ra handy nó ăn. Rồi. Handy mang vào để trên bàn đếm bao nhiêu quả. Thì bring hốc. À, khúc nó mà nữa. Yeah, the Lester. Yo, good. No way. Rồi, vươn tay. Không có gãy được cái cây động thực vật mà sao gãy được, kéo đi. Ai đâu gãy vậy? Cái cây nó cong, nó đàn hồi theo gió, cái gì đâu. Được rồi. Mày gãy thì mua cây khác để cho nó hái đấy đó. Rồi, hái đi. Rồi, hái đi mang đồ xuống, trèo xuống lăng xàm luôn rồi. Rồi, để nhìn, đúng rồi, đấy, hai tay nhìn. Rồi, với Handy. Rồi, Handy bỏ qua bên này xong đếm bao nhiêu. Bỏ Alehia River. Đấy này, River, nhá. Bỏ nó trên đây xong rồi xong rồi đếm. Cái đấy để đấy xong con mang biên Alehia Esmer hiệu trao. Rồi, nâng 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 hẹt xe đến. Esmer Alehia, Esmer River trao. Alehia S. Alehia S, rồi, hiệu. Đi để từ từ xuống. Thế, để từ từ xuống. Con để từ từ xuống, không có ném. Rồi. Con để thế này này, để giữa đấy, rồi để vào, không có thả lăn như thế. Rồi nó để xuống nhanh. Để cho sát vào với nhau. Esmer alle raus. So. Rồi, vì đếm vì zet xe lên, vì phía ta zet browning me raus, zet tu khăn xe lên. Vì phía. Zet xe lên mà. Seven, eyes. Nine.
Không có ném, đặt xuống từ. Genau 20, so bring ihm hau. Dann ist, genau, sag mal, wie viel Stück, ja? Ja, nicht du. Rồi, nó ở nhà để trên bàn. Genau. Genau 20 Stück. Manche sind so braun. Ah, der doch anlehnen an Stamm. Deswegen. Von Stamm versteckt, deswegen, der hat so. Okay? Sehr schön, 20 Stück.
Đang thu hoa để mò ra. Em phải thu hàng ngày nhưng mà mỗi lần về là nó muộn mất. Hôm nay còn nhớ ra. Tối. Nó cứ 2 lần 3 là 6 cánh, 2 lần 3. Không biết là hoa gì. Hoa loa kèn hay là hoa gì đây? Ta ly. Hoa ly. À hoa ly, ly ly, đúng rồi. Ly ly chứ làm gì có hoa ly ở đây. Hay cái là nó củ nó sống qua mùa đông. Hôm nay đếm được đến 26 búp hay là 25 búp nữa. Hoa này Việt Nam có không? Có hả? Dạ, quan trọng người ta nhập giống và trồng. Nó còn khí hậu nữa chứ, nó... Đà Lạt nữa hả? Cái nhụy nó đẹp này, cái nhụy nó bao nhiêu này? À, cái nhụy của nó cũng có 6 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vòng quanh. Hôm màu vẫn chín đẹp hả? Rồi, sai mà. Phía sắp ái nữa. Ồ, xong lấy găng tay đo bao nhiêu? 40 cm. Đó đi. Ồ, phía xịt kìa, thế nào? 1-2 bằng ngày nữa cũng. Cái này một cái còn cái trên nữa này. Trên quá to đẹp. Cái trên này thì 25 cm. Ồ. Do cái trái này nó nằm trên cái này cho nên nó đang hút chất dinh dưỡng của cái trái này. À, cho nên khi mình cắt cái trái này bắt đầu nó dồn chất dinh dưỡng như cái này cho nên nó téo hét. Rồi. Cái gì đây gọi là gì? Mướp hả? Mướp đắng? À mướp. Mướp hương. Mướp hương. À, cái này thế. Cái này là cho nó có một trái duy nhất cho nên nó phát triển đều. Ừ, cái gì? Này cứ sau. Rồi, nói chung là 1-2 ngày nữa là có thể ăn được cái này được rồi. Cái này em sợ bảo chứ còn để lâu quá nó sẽ sơ. Mình sẽ nấu canh hả? Anh mướp quá chuẩn đi. Nè, canh mướp mồng tơi rau dền. Đúng luôn. Gom hết tấm rau dền mướp mồng tơi. Chụp không những cái rau dền nó phát triển to ve. Mình phải cắt đi cho nó già. Ra bông. Nó bông là nó già rồi. Mồng tơi đâu? Mồng tơi là kia chứ. À đầu cái bên kia em chuyển qua bên đấy hả? Có cái này là rau muống, rau rền. Thế em có chuyển cả cây gì đấy? À cây Vietnamesis basilicum đã nè. Rau răm. Không đậu được. Hả? Cải cúc. Teo gốc á. Thế hành này em nhổ bớt một lần rồi. Này sắp hết rồi nhổ mình cho nó chết. Cái cây này to này cũng phải thỉnh thoảng lấy lá mà xài này, kinh giới hả? Đợi cuối tuần á, đang ấy đi cuối tuần. Vĩ đại, còn cây bí này sao lên chậm thế? Nó mới phát triển sau này. Còn ở bên kia quả to nữa, à, bên kia còn to mấy cái hoa nữa. Cái này giống cây bên kia đúng không? Yeah. Cây này giống cây nhà mới đúng không? Không phải hả? Đấy, cái này là bí đao của mình, còn cái này là bí đỏ á. Bí đỏ. Ở đây mùng tơi này, ha. Mùng tơi. Không biết chẳng, chẳng biết tiếng Tây mùng tơi là gì đây. Ở đây mướp đắng. À vắt xịt spinach hả, giống nhau đúng không? Không, cái này mới là vắt xịt spinach này, gọi là rau muống này. Spinach cũng kia cũng dạng spinach luôn. À, cái kia giống hình như cũng nhận giống như spinach của Tây nhỉ? Mùng tơi. Chắc là những khi mùng tơi của nó mang qua bên này trồng cho người nó khỏe, ở đây nó khô cho nó. Còn bên kia có vài trái này mướp đắng này, nhìn ra giới thiệu mới cả mướp đắng xem nào. Mấy trái này, cái này mướp đắng ở dưới này như có hai ba trái này. Nhấc lên. Ừ, như thế nào? À, tận dưới cùng à? Nó nhìn thế nào? Nhìn thấy. À. Ồ. Oh, to đấy, nói chung vài ngày nữa có xài được rồi. Một nè. Đây này. Bốn. Phía trên đầu em này, cái này. 6. Đây 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 rồi. 7 8. Ồ quá nhiều quá. 9 10. Đá hả? Ờ. Đây nữa nè ha. Ừ. Nhỏ nữa rồi. Trong khi nó đang ra. Không nhận ra nó đang hút đắng của mình được nhiều. Trong
À, đây cái răm này nó ngon này, mình thích là răm này. Chút chiếc cái răm ra cái chậu to. Đúng rồi. Chỗ bé xíu. Chiếc thì anh có phải ngâm một cốc cho nước cho nó ra dĩa không? Hay là trực tiếp vào đó hả? Thay chỗ. Nước nó gì nhỉ? Xem vườn rau của vợ mình hôm nay thế nào. Đây là basilicum, rau húng quế. Húng quế này. Đây là mấy cái cây rau rền này. Đây là rau rền này, có mấy cây to này. Rau rền. Còn đây là rau muống. Vassa spinach, rau muống. Đấy, rau muống luôn này. Ta. Rau muống thì phát triển rất là tốt. Thì rau muống này. Đây cái rau rền. Mình khóm rau muống. Rau muống. Còn đây là dàn mướp hương. Nó có vài trái thôi, ba trái to. Đây trái này. Đây trái với đây trái này. Trái vĩ đại này. Gần 40 cm. Hôm qua vợ tỉa bớt mấy cái lá to ra là trông nó hơi chơi chọi một chút. Cây này là thích nhất này. Cây này là cây rau răm. Rau răm thích ăn nhất này. Rau răm. Mấy cái hành. Cái này là mấy cái cải cúc nhưng nó không lên được, không tốt. Chỗ này dưới đây một ít rau thơm. Chỗ này là một cây cây bí mà chưa lên, cái bí lên chậm này. Còn đây là cây kinh giới, cực kỳ phát triển, rất là to, cao cả nửa mét. Còn trên này là cái dàn mướp đắng, bitter cream babies, mướp đắng. Đấy, mướp đắng. Đấy. Cây này thì mới cho một ít quả thôi, vài quả nhỏ này, mướp đắng này. Còn mấy cái hoa nhỏ này. Còn đây là cây mướp đắng. Cây mướp đắng trước cửa hàng rào. Trước cửa ra. Cây này thì có nhiều quả này. Thấy không? Đấy, mướp đắng này. Mướp đắng này. Đấy, đường trong kia cũng có nữa. Đây còn ngoài ra có những cây nhỏ nhỏ này. Mấy trái nhỏ nó mới ra này. Đấy, cũng có này. Đấy, có mấy trái này. Trái nhỏ. Còn đây là cái dàn để cho cái mướp đắng nó leo lên. À, mướp hương leo lên.
Đây cái mùng tơi. Mùng tơi này. Mướp đắng. Mướp đắng. Còn kia đây là cây bầu. Bầu hay là bí gì đây. Cây kinh giới này. Kinh giới vĩ đại. Cao nửa mét. Mướp đắng này. Có quả này. To giống quả su su. Đầu kia có một cây mướp đắng nữa này. Bên này là hai cây leo cao này. Và hôm trước tỉa mấy cái lá to để cho nó dồn lại chất cho quả. Đây mấy cái quả này. Đây, đây hai quả này. Trên đấy hai quả nữa này. Mướp đắng này. Đây kìa. Đây còn mấy quả con, mấy quả nhỏ nhỏ này, sắp ra này. Đấy những quả to nữa này. Cắt cả mướp đắng luôn à, đâu có. Cái bustakin hả? Cắt nào. Mướp đắng không chưa cắt đúng không? Rồi. Cắt mướp phương. Hôm nay đò đấy đến 42-43 cm. Hơn hai găng tay rồi. Ui. Nặng không? Nặng không? Chắc phải 800 g. Ui, à, cắt cả rau. Cái này là rau dền hả? Dạ, rất là bông hết rồi. Cắt cả gốc luôn hả? Diệt tận gốc hả? Trời ơi. Diệt tận gốc rễ hả? Gọi là gì đó? Ui, cắt cùng tận diệt hả? Còn gì? À, đi rửa nước vứt đi. À, hoặc là em tí dùng vòi nước của xịt cho nó sạch ở phía ngoài cho nước đi. À, lại còn mùng tơi nữa hả? Từ từ sẽ là mùng tơi. Ồ, mùng tơi cũng cắt cùng tận diệt đấy hả? Ăn hết là bông hả? Cái này đâu phải rau nào cũng được. Ôi, nó móc vào trong giàn này. Đáng tiếc nó không có leo cao lên được nhỉ? Nhưng mà leo cao nó già đấy hả? Dạ, nó là bông hết rồi. Càng lên là nó càng bông. Các bình thường là cứ mắc đi, đúng nó ra tiếp. Ôi, nó rền đỏ đẹp quá, hô. Mấy này kinh giới không có cho chung nhau hả? Trời ơi, kinh giới cho rau sống mà ơi. Ừ, hỏi đấy thôi. Nhiều khi người ta bỏ ít nấu, nhiều khi người ta nấu canh ăn ngon vậy đó. Sao? Biết rau muống có hái không? Không hả? Đây là làm canh như đủ thế này thôi hả? Làm muống là mới muốn làm muống xào tỏi. Rau muống xào tỏi là riêng hả? Vĩ đại này. 1, 2, 3 khóm rau muống này. Butter spinach này. Rồi 4 khóm, đây khóm nữa này. 4 khóm liền này. Rồi chơi ăn cái rau mướp đã, ăn đến đủ rồi chứ cần cắt nhiều lắm nữa đấy, thừa đi.
Cái rau muống này như cửa hàng châu Á đâu có bán đúng không nhỉ? Thỉnh thoảng có ít đúng không, nhưng mà nó bán bỏ bao nhiêu cũng 2 đồng cho chắc thế. À, đúng rồi, nó bỏ thuốc gì nhiều và nó còn rau mình đây là hoàn toàn không có đúng không, nhưng mà may cái chỗ mình đây nó sân, nó sân nó gạch này thì nó cũng không có sên nó bỏ vào, với cả cũng không có sâu bọ ha. Nhưng năm nay anh đâu thấy sen cũng có phải không? Cũng có ít hả? Hôm nay là trời đẹp, hôm nay nói đến 29 độ này. Nắng đẹp à. Tôi thì giờ vắt sạch spinach rau muống quá quá to luôn, dài đến 40 cm, hơn 40 cm. Đây là mùng tơi. Này vừa nói là cần nước chứ không phải là rau thơm, trồng giống rau thơm như vậy.